Thưa quý vị và các bạn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp vừa đi kiểm tra các khu vực trọng điểm, sung yếu, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt trên địa bàn huyện Đắc Tô. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp kiểm tra một số khu vực trọng điểm, sung yếu, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt như đoạn sạt lở gần cầu Đắc Trăm, xã Đắc Trăm, đường liên thôn Đắc Mông và Đắc Rò, xã Đắc Trăm, sạt lở đất dọc suối Đắc Tăng, xã Văn Lem, Quy trình vận hành hồ chứa, xả lũ tại thủy điện Đắk Rơ Sa. Thời gian qua trên địa bàn huyện Đắk Tô mưa lớn kéo dài kèm theo gió lốc làm sụp đổ tường rào trụ sở ủy ban nhân dân xã Boko và tường rào trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, xã Diên Bình làm hư hỏng nặng cầu treo thôn Cổp xã Ngọc Tụ. Tổng giá trị thiệt hại do ảnh hưởng mưa lũ bão gây ra trên địa bàn ước tính khoảng 2 tỷ đồng. Sau khi kiểm tra, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đề nghị huyện Đắk Tô cần thường xuyên theo dõi tình hình mưa lũ kịp thời có các biện pháp phòng chống nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão lũ sạt lỡ gây ra tăng cường công tác vận động tuyên truyền đến người dân các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lỡ sụt lúng để người dân chủ động phòng tránh xác định các khu vực trọng điểm sung yếu để xây dựng kịch bản bố trí lực lượng phương tiện sẵn sàng ứng phó cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra